con về Việt Nam tới giờ con không từng suy nghĩ tới bước là con bỏ chồng con. Thật lòng nói chồng con nói ra những câu làm con đau thiệt. Có lắm lúc nửa đêm con muốn tự dặn. Ôi trời. Mẹ cứ dắt chồng con về tới cửa khẩu đi. Con cho mẹ 5 triệu. Con em chỉ thử lòng mẹ chồng em. Mẹ chồng em vẫn nói không, 5 triệu tao không dắt đi đâu, tao không có tiền. Nãy giờ chạy một đoạn thì bây giờ cũng tới rồi. Tới cái nơi mà cho quay cho cô bác quý anh chị xem. Thật ra thì ở nhà cũng được, nhưng mà ở nhà thì nó tù túng quá. Cái cảnh nó không có thoải mái giống như ở đây gì Hòa. À đúng rồi. Cho chị Duyên đi coi như là đi vòng vòng cái khu chợ nổi này luôn. Thật ra thì cái cuộc sống của chị Duyên bây giờ ở Việt Nam thì nó cũng, em ấy thì nó cũng con ấy á gì Hòa. À. Thì nó cũng tinh thần cũng đã tốt rồi. Thì cái cuộc sống nó cũng ổn định rồi. Thì bây giờ cái và người thì cũng đã đẹp ra, tươi ra. Đúng. À, thì hôm nay thì cái cuộc sống của mình, của chồng của mình có nghe nói gì về cái cuộc sống của chồng mình bên đó không? Dạ có. Sao? Khi mà dì Hòa lên mạng cho số điện thoại người ta lên clip đó. Rồi mẹ chồng em bắt được số điện thoại từ của dì Hòa. Có điện theo số, qua số của dì Hòa đang xin gặp em. Rồi sau đó mẹ chồng em có nhiều lần kêu em gửi tiền nhưng mà em không gỡ. Tại vì em không gỡ, em biết chắc là gỡ cũng không được, chồng em không được xài. Tại vì lúc qua bển mẹ chồng đã không thương rồi. Bây giờ em về đây còn chồng bển mình nên. Làm gì mẹ chồng em thương chồng em nên em không nghe lời nhà, không gỡ đi. Rồi mẹ chồng em có nhiều lần điện kêu gỡ hoài mà em từ chối, em nói không có đường gỡ. Yeah. Rồi mẹ chồng có điện lại nói một lần, nói là hả, chồng em không chịu về Việt Nam đâu. Yeah. Em có muốn lấy chồng nữa thì cứ việc bước thêm bước nữa đi. Rồi em muốn nói là em muốn gặp chồng em hỏi cho chính xác thì cỡ chưa cỡ 2-3 giờ trưa đó mẹ chồng có điện lại cho chồng nói chuyện. Chồng em cũng nói gan, mẹ chồng nói là mày muốn lấy ai mày lấy đi, tao không về đâu, nếu mà mày không qua đây rước tao thì nó em có nói với chồng em là em xin lỗi em qua không được, nếu mà anh Phong Bụi không đưa anh về được thì cứ kêu mẹ đưa anh lại tới cửa khẩu đi, em sẽ lại tới cửa khẩu, em với mẹ em lại tới cửa khẩu rước anh. Ừ. Nhưng mà chồng em vẫn từ chối là không chịu về. Dạ. Rồi chồng em có nói câu đó em thật quá đau, nhưng mà em cũng vẫn gắng chịu, chứ mà kêu em qua bển nữa em không dám qua đâu. Là chồng chị, chính chồng, chính miệng chồng chị nói với chị là à, mày có về đây thì về, không về thì mày ở bên đó mày cứ lấy người khác đi hả? Dạ. À, nhưng mà tại sao thì chồng chị lại nói như vậy? Em cũng không hiểu lý do làm sao, nói nghe nói rồi chồng em khóc, cũng như chắc em nghĩ lúc đầu em nghĩ là chắc có thể là chồng em giận em, nhưng mà nhiều lần em điện cố bắt theo số điện thoại đó, em nắm số điện thoại đó em điện qua lại nhiều lần em hỏi có về không, có về không, chồng em nói không, tao không về, tao không về. Có nghĩa là trong thâm tâm của chị thì vẫn muốn đưa chồng mình về Việt Nam. Nhưng mà chồng thì không muốn về Việt Nam, chỉ muốn ở bên Campuchia thôi. Duyên phải trở về Campuchia. Còn không về Campuchia thì chồng không về bên Việt Nam. Nói vậy đi. Cũng khó, nhưng mà hiện nay cái tâm trạng của chị là về Việt Nam sống với ở Campuchia sống thì chị cảm thấy như thế nào? Việt Nam tốt hơn. Ở Việt Nam tốt hơn, được nhiều người yêu thương hơn đúng không? Dạ, nhiều người cuộc sống của mình hơn. Nó khá hơn. Dạ. Nhiều người giúp đỡ em hơn. Nhiều người giúp đỡ hơn. Dạ, còn đúng. Ở bển không có ai giúp đỡ cho, rồi nhiều khi chỉ là một chén cơm cũng không có ai giúp đỡ cho. Rồi em thấy về đây tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn, vậy em muốn tạo điều kiện cho chồng em về đây sống với em không cho chồng em sống ở bển cực khổ. Nhưng mà chồng em nhiều lần lúc đầu thì chịu về, sau lại nhiều lần từ chối. Em cũng không biết nói sao. Nhưng mà anh Phong Bụi nó là một tháng, nhưng em vẫn cố đợi một tháng. Nếu mà chồng em vẫn cứng đầu không chịu về thì có tính trước giờ trong lòng em cũng đau không biết nói. À, có nghĩa là nếu như một tháng á thì cứ điện cho anh chịu về thì rước về, còn anh không về thì đến đó tính tiếp. Dạ. Tại vì chị cũng, lòng của chị thì vẫn đau chứ không phải là không đau. Nhưng mà chị hôm qua chị nó có nói với em câu gì nè, là đôi khi nói vậy thì sợ cộng đồng mạng về đây thì quên ảnh hả chị? Dạ, về đây thấy tốt, thấy người ta giàu có hơn chồng lúc ở bên Cam đó, rồi bỏ chồng nghèo sao theo chồng giàu, nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu.
À, chị sợ, chị cũng sợ người ta nói giống vậy đúng không? Dạ. Nhưng mà thật ra thì cái mình vẫn muốn tốt cho chồng mình thôi, chứ mình đâu có muốn là cái cuộc sống của anh nó khó khăn vậy đúng không? Dạ. Về đây thì nó vẫn có cuộc sống ổn định hơn hay gì bà ha. Dạ, đúng. Hai vợ chồng thì cùng làm ăn đi nó vẫn hay hơn đúng. Chứ cái gì cũng có phải có vợ có chồng, nhưng mà giờ chồng vậy rồi rồi biết nói sao, duyên thì cũng muốn chồng về mà giờ chồng mà thì cứ vậy hoài, rồi bà già chồng bây giờ không cho về mà còn bắt buộc và duyên phải gửi tiền qua. Tôi thấy cái chuyện đó rất là vô lý với cái bà già chồng này. Tôi là đứng người ngoài thôi, tôi cũng thương, tôi lo đó. Bây giờ cộng đồng mạng lên, Giá Tế ơi, dì Hòa ơi, dì Hòa thay đổi cho em này, thì tôi cũng nghe lời cộng đồng mạng, tôi thay đổi cho em cái đó. Dì Hòa ơi, dì mua miếng kem sức vô cho em cho nó em. Thì tôi cũng nghe lời cộng đồng mạng, tôi mua một miếng kem nhờ, tôi cũng sức cho em cho nó thay đổi cái gương mặt của em bữa nay đó. Cũng có xài miếng kem hơi hơi vô. Cái đó thì giả tỷ cộng đồng mạng, tại vì tôi cũng lo cho Duyên thôi, chứ còn không có gì. Mẹ đó cũng đó sáng hỏi Duyên đi, cái gì cũng dì Hòa không, nên nhiều khi cộng đồng mạng đừng có nói sao rồi đi đâu cũng dì Hòa. Nếu không có dì Hòa đi là Duyên không có đi, tại vì Duyên về đây làm như quen với dì Hòa rồi, còn hơn là mẹ nó nữa. Về đây thì dì Hòa nói chuyện với em nhiều hơn mẹ. Mẹ không mấy gì nói chuyện. Có mẹ dù... hiện nay còn ở đây không? Còn đó, cái gì cũng dì Hòa. Nói cứ dì Hòa cứ nói cho đánh tâm lý Duyên, nói nhiều Duyên với đánh tâm lý Duyên, cho Duyên nó thà hòa nhập với cái cuộc sống của Việt Nam, nên dì Hòa cũng nâng đỡ Duyên đến giờ phút này. Chứ dì Hòa em thấy đi, bây giờ chính đó, bây giờ là con nè, Bùi Hồn là con đi đó, hổm gài con đi, con thấy dì Hòa đối với Duyên sao. Với dì Hòa cũng đâu có phải là dì Hòa đi mà Duyên cầm cho dì Hòa 500, 300 gì không có. Dì Hòa tự cái lương tâm dì Hòa lo cho Duyên thôi chứ dì từ Hòa... nhỏ là vợ chồng dì Hòa của ở sớm là thương, có tình thương với em sẵn thôi. Thật ra dì Hòa cũng là người đứng mũi chịu sào thôi. Trước nói chung là về cái cộng đồng mạng á, thì cũng có người nói dì Hòa thì coi như là đại diện tiếng nói đó. Nói thì nhiều thì cũng có người thương và cũng đúng, có người ghét. Đôi khi là dì Hòa đọc những cái bình luận đó, tiêu cực á, thì dì Hòa cũng buồn. Nhưng mà cái việc cái lương tâm của dì Hòa làm chắc có lẽ là dì Hòa hiểu rõ hết. Thành thử là khi mà cô bác quý anh chị xem á, thì có gì đó thì tại vì chị Duyên về Việt Nam cái tiếng nói ngôn ngữ ở tiếng Việt chưa có gành, tại vì xa cũng khá là lâu rồi. Anh Dì Hòa có đại diện tiếng nói cho chị Duyên á, thì cô bác quý anh chị cũng thông cảm. Thật ra là dì đại diện nói để mà chỉ dẫn chị Duyên từng bước ở trên cái con đường đời, đặc biệt là trong cái cuộc sống tại Việt Nam. Đó, hôm nay là nhìn chị Duyên đẹp, rất mừng luôn. Nhiều khi Duyên nói mà tôi không cho, nhiều khi sợ Duyên nói chịch một lời nói thôi là cộng đồng mạng cũng buồn Duyên tội nghiệp cho nó nữa. Tôi không, tôi ngồi đây nhiều khi tôi sợ Duyên mà có lỡ lời gì tôi không dám, tôi ngồi là tôi dòm từ tiếng nghe, từ tiếng nói của Duyên luôn, chứ không phải là tôi. Nhiều khi sợ Duyên đang được thương nè, lỡ lời cái cộng đồng mạng ghét cũng tội nghiệp cho nó. Nó cũng giờ cũng như nó cũng chưa có gành về cái ngôn ngữ của mình nhiều, với mà nó cũng còn hơi khờ. Bây giờ là mới được 70% thì là tôi mừng lắm rồi. Giờ cũng biết quạt bác, cũng vui vẻ được rồi, cũng biết ra đường chơi rồi. Hôm qua giờ là cũng biết bước ra đường chơi, với từ hồi về tính giờ chưa biết bước ra tính ngoài đường chơi nữa. Đó, bữa nay biết ra đường chơi là tôi cũng mừng rồi. Cộng đồng mạng bữa nay dòm Duyên rồi, có gì thì bình luận. Đó. Dạ. Đó. Thật ra thì Bùi Hồ thì cũng không muốn có muốn quay về cái hoàn cảnh của chị Duyên nhiều, có nói thật đó gì hả? Dạ. Cũng ngại lắm. Nhưng mà sau khi thấy các bạn hỗ trợ cho chị Duyên có sự thay đổi á, nên Bùi Hồ muốn cập nhật cái tình hình của chị Duyên cho mọi người biết. Tại vì thì cũng tính là khoảng hơn một tháng nữa thì mới ghé qua. Dạ. Tại tụi con cũng có lịch đi những cái chỗ này chỗ kia nữa để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà cũng có mạnh thường quân hỗ trợ cho chị Duyên, rồi cũng như là đang theo dõi từng cái bước rồi, đi đúng từng rồi. Cái sự thay đổi của chị Duyên ngay tại cuộc sống của Việt Nam đúng. Nên con muốn đồng hành với chị Duyên hôm nay, cũng có qua đây hỗ trợ một số hoàn cảnh khó khăn là cô chú sống Việt Kiều đó. Dạ. Thì con hỏi dì Hòa với lại chị Duyên, nói là có đi không
mới có gì hòa vui lắm. Dạ, vui nè, dạ. Đang cười thì xây ra trước. Chưa đi anh buổi hồ chưa lại là con ngủ đi chợ nổi trước rồi. À, anh buổi hồ chưa lại là con đã ngủ chị Hòa đi chợ nổi trước rồi. Dạ, thì cái đó là để cho chị vui luôn, vui vẻ luôn. À, ở nhà thì nó cũng tù quá. Thì đúng rồi, tối ngày trong nhà không nên nó duyên á. Đâu, đây nè bây giờ. Thì nghe, nói nghe chồng em nói mấy câu đó, em nằm trong nhà suốt luôn, em không bước ra đường. Có mới bước qua hôm qua rồi. Như bữa anh nói với dì Hòa dắt đi cắt tóc luôn, chỉ có hai ngày. Dạ. Dạ bây giờ con nói, tối ngày nằm trong nhà con những cái clip của hai vợ chồng còn bà anh nằm mà rơi nước mắt rồi. Con nói cái vụ trời mưa vẫn khóc, tối này mưa em cũng vẫn khóc. Sao khóc hoài vậy? Buồn. Tại vì mình còn suy nghĩ là muốn cho người ta về Việt Nam ở với mình cho có điều kiện tốt hơn. Mà không ngờ người ta nói ra những câu đó làm lòng đau. Nhưng mà chị nói lên mạng như thế này chắc em nghĩ là có thể là bên mẹ chồng của chị và ba chợ và chồng của chị sẽ nghe được, đúng không dì Hòa? Dạ đúng rồi. Sẽ nghe được rồi. Thì chị cứ nói thổ lộ đúng hết cái tâm tư của mình. Nếu mà chồng em có nghe được, em mong chồng em suy nghĩ lại. Không phải là em đi bỏ chồng em đâu, tại em muốn về đây trước coi tình hình ở dưới này nếu có ổn định thì em cũng vẫn bước chồng em về, nếu em có thể qua bển được. Còn nếu mà em qua không được thì anh cũng như anh Phong Bụi cũng đã có hứa với em là sẽ một tháng nữa sẽ đem chồng em về, đưa chồng em về. Thì em cũng mong là anh Phong Bụi làm cái em là nguy hiểm không vậy? Nhưng mà chồng em đã không chịu về, đã nhiều lần em kêu chồng em về. Nếu mà thấy anh Bụi hồ là anh Phong Bụi quá lâu không lâu á, người ta bận chuyện lâu quá thì mẹ chồng em cứ dẫn chồng em về tới cửa khẩu đi. Rồi em với mẹ em với gia đình em bên này đi qua tới cửa khẩu rước. Nhưng mà mẹ chồng em với chồng em một mặt là không chịu về, không chịu dắt, không một người không dắt một người không về. Rồi em trong đó em suy nghĩ nhiều lắm. Có nghĩa là bên đây thì một người muốn rước, bên kia thì không muốn về. Ôi trời ơi. Vô đi chị ơi. Thấy giữa ghê quá. Con không mấy gì biết loại gành đâu. Cái gì này là đi quen với mình rồi. Mà gì nữ là gì quay máy hay lắm. Ôi khủng khiếp lắm. Vô kia thì chắc có lẽ là chạy vô một đoạn cho nó vô mé đi. Nãy giờ tại vì sợ cái âm thanh, cái tiếng máy nó hơi ồn. Nên là nữ ra là Mùi Hồ nói thôi cô quẹo vô gần ở trong kia đi. Để mà tâm sự tí xíu nữa. Và cái thật ra thì em, bản thân của em á chị, con nói gì mà con không có muốn nhắc đến cái câu chuyện buồn mãi. Và đặc biệt là cái câu chuyện chồng của chị Duyên. Cũng như là muốn cho chị Duyên ổn định trước đi rồi sau đó mình sẽ tính tiếp. Và cái chuyện mà đưa chị Duyên về mà để chồng ở bên đó thì mình nghĩ chia cách với nhau thì nó cũng buồn. Cũng buồn, mình cũng buồn người. Nhưng mà khi mà thay đổi cuộc sống á, chị thay đổi trước thì sẽ hướng dẫn anh về. Lúc đó còn tình nghĩa vợ chồng thì mình sẽ cứ sống với nhau. Còn bây giờ thì cứ lo cuộc sống của mình tốt. Và đó là những cái tâm tư, nguyện vọng mà chị Duyên cũng đã nói trên mạng để cho cô bác của anh chị hiểu về chị Duyên thêm. Thật ra thì tiếng Việt chị Duyên có nói là em nói có mấy gành đâu, nhưng mà em nói để cho mong muốn chồng của mình về, chứ không phải về đây kiểu mà thấy trăng quên đèn. Rồi tắt đi chị, tắt đi chị. Nói lại là không phải là chị Duyên về đây rồi có cuộc sống tốt hơn là cái kiểu mà mọi người hay nói là thấy trăng quên đèn. Thật ra thì chị Duyên vẫn rất thương chồng mình. Thôi thì cái câu chuyện đó bây giờ bỏ qua đi, nhắc hoài buồn quá, mỗi lần đi cái này nhắc. Không. Nhưng mà thâm tâm của chị Duyên á thì không nói. Muốn nói ra mà không nói thì nó lại buồn mà không biết nói với ai. Đúng. Cái này xin cộng đồng mạng cũng đừng có trách em Duyên, tại em Duyên cũng muốn gặp Mùi Hồ để mà tâm sự, cứ thố lộ ra những cái tâm sự của Duyên, để không có nói ra được cái tâm sự của mình là trầm cảm, là uất ức lắm. Yeah. Chứ không phải là khui cái chuyện chồng con của Duyên ra đâu. Yeah. Đó, Duyên cứ nói đi, con nói đi, để con muốn nói để người ta không biết cho đấy về mình khui lại cho con buồn. Đó, chứ không phải là khui, nhưng mà Duyên cũng muốn ước mong là được gặp. Nói đi Duyên. Thì con cũng nói rồi, con cũng mong là rất là mong là chồng con được về sống với con bên đây có cuộc sống tốt hơn. Bởi mà chồng con quyết định không về, con không biết làm sao. Con không từng suy nghĩ là con sẽ bỏ chồng con để con lấy chồng khác luôn. Từ hồi con về Việt Nam tới giờ con không từng suy nghĩ tới bước là con bỏ chồng con. Chồng nói, chồng con nói ra những câu làm con đau thiệt. Có lắm lúc nửa đêm cũng muốn tự dặn. Ôi trời, thôi đừng suy nghĩ vậy.
Có gì đâu mà. Đừng có suy nghĩ tiêu cực quá. Bây giờ con ở đây có dì Hòa rồi, con có buồn thì con cứ qua kêu dì Hòa. Con có gì đâu mà không có cái gì, con có cái chuyện gì con cứ chạy qua con tâm sự với dì Hòa đi. Gì rồi không có cái gì mà để dại dột hết trơn. Trời ơi, người chồng không đáng mà để con lại con suy nghĩ. Tại người ta gặp con, người ta ở cứu con, người ta bị khùng, bị mất trí nhớ diễm lên con hơn, con mang nặng lòng. Thôi đừng khóc mà, đang nãy á. Hết buồn chưa? Hết buồn chưa, hết buồn chưa đó. Có nhiều cứ thổ lộ ra đi. Để không thôi là chị nói đây, chị cứ thổ lộ đi. Không nói được á, nó sẽ bị trầm cảm, nó uất ức. Dạ. Thôi bây giờ để cho em Duyên nó nói đi. Chị cứ nói để cho chị nói thoải mái đó. Cứ để nói đi, nói cho hết cái tâm tư đi. Dạ. Chứ không phải là mình ép Duyên nói hay gì. Nói không được rồi nó sẽ trầm cảm, mà nó sẽ uất ức nữa, tội nó. Dạ. Không nói được với ai hết. Nên từ bữa nay có chạy xuất vô trong đừng để nó trôi ra tàu, nguy hiểm quá. Dạ. Rồi bữa nay đó có cộng đồng mạng, đây là đưa lên cả cộng đồng mạng. Chắc là mong anh buổi họp với con buổi lại đặng em nói được, nói ra những lời đó đặng cho chồng em nghe được, đặng cho chồng em hiểu em hơn, giờ chịu về sống với em. Chứ thật sự là không phải là em chờ mấy anh lại đặng là kiếm tiền của mạnh thường quân em có. Em muốn nói những gì em nói cho chồng nghe, nếu mà em nói qua đường điện thoại với mẹ chồng em không chỉ nghe mình lên rồi không hiểu đâu, rồi chồng em không được nghe. Giờ nhờ mấy anh lại quay những cái clip gì để em nói những gì từ cái lòng em ra cho chồng em nghe, cho chồng em suy nghĩ lại, hiểu cho em, chịu về sống với em. Thì bây giờ em sẽ về nhà em cắt một cái đoạn clip mà của chị gửi một cái lời nhắn tâm tình nhất của chị đối với chồng của, để cho chồng của chị đó lại có thể hiểu hết nội dung cái câu chuyện này nha. Thì bây giờ nó nói cái clip này là em cứ quay nguyên cái clip này em đưa lên đi cho cộng đồng mạng người ta đều thấy là cái tâm tư của nó, chứ không có ai mà xía vô được cái tâm tư của người ta hết trơn á. Dạ. Em biết mẹ chồng em thương tiền có nhiều lần, em nói là mẹ cứ dắt chồng con về tới cửa khẩu đi, con cho mẹ 5 triệu. Con em chỉ thử lòng mẹ chồng em vẫn nói không, 5 triệu tao không dắt đi đâu, tao không có tiền. Mẹ chị nói sao, mẹ chị nói không dắt đi đâu, tao không có tiền xe đi đâu. Rồi cái em nói là mẹ cứ dắt chồng con về tới cửa khẩu đi rồi con trả tiền cho mẹ 5 triệu. Mẹ nói để tao hỏi nó lại cái đã, nếu mà nó chịu đi thì tao dắt. Rồi mẹ chồng cho một hai bữa sau mẹ chồng cho lời nó, bà nói là không đâu, nó không chịu đi đâu, nó kêu mày qua đây rước nó mới đi, còn mày không qua nó không đi đâu. Có nghĩa là mẹ chồng của chị cứ nói là chị nói là cho 5 triệu để rước chồng về, thì mẹ của chị lúc đầu là mẹ của chị là nói là không đưa chồng về tại vì không có tiền. Yeah. Thì chị nói là đưa đến cửa khẩu thì chị cho 5 triệu. Yeah. Nhưng mà mẹ chồng đổi ý lại là không chịu luôn. Yeah. Đòi 10 triệu. Kêu em qua luôn. Kêu em phải qua, nếu mà em đi á thì tiền người ta cho em phải mang theo phải không? À. Mẹ chồng em chắc là có lẽ suy nghĩ như vậy, bởi kêu em ép buộc cho em qua nhưng mà em không qua. Rồi, hết buồn chưa? Còn muốn nói gì nữa không? Còn buồn cũng từ từ cũng sẽ quên, cũng từ từ cũng sẽ hết buồn thôi. Nếu, yeah. Nếu mà chuyện nó mới quá, nếu mà hết buồn hết quên liền, người ta nói mình là người vô tâm. Ngày xưa là em nghe nói là chị học giỏi lắm hả chị Duy? Có mọi người nói với em là ngày xưa ở gần là nghe nói chị học lớp 6 gì rất giỏi. Nên là nữ là chị nói mặc dù xa Việt Nam rất là lâu mà chị nói những cái câu hay ghê á. Yeah. Buồn thì nó sẽ từ từ nó sẽ hết. Nhưng mà mình nói mình hết liền là người ta sẽ nói mình là người vô tâm. Ừ. Ôi trời ơi. Còn nhớ cha mẹ thì chồng á thì dễ kiếm. Ừ. Nhưng mà cha mẹ khó kiếm lắm. Yeah. Nên nó thà là ở đây với cha mẹ chứ không có bỏ cha mẹ nữa. Đó là Duyên nói như vậy cũng rất là hay. Câu nói này nhiều khi có thể tôi nhiều khi tôi chưa có nói được, nhưng mà Duyên nói câu này là yeah. Tôi cũng khen Duyên là người cũng hay. Rồi nói gì nữa không? Hết buồn chưa? Thì em chỉ muốn nhắn chồng em những cái lời đó thôi. Nếu mà chồng em thấy được thì chồng em suy nghĩ lại. Còn ý của dì Hòa sao? Có nói gì không? Không ý gì Hòa. Còn nếu mà chồng em gắn cứng rắn như vậy không chịu về thì lúc đó đừng ai trách em, xin đừng ai trách em. Xin đừng ai trách em. Xin đừng ai trách em. Ghé tí đi, ghé tí nữa là Duyên nói ơi. Giờ đó là Duyên cũng muốn cho chồng về hợp. Nếu mà sau này mà chồng không về nữa thì sau này giải tỷ Duyên nó có gì thì xin đừng chồng nó đừng bên chồng đừng có trách đời sau mà nó vô tâm với chồng nó.
chứ tôi thấy ở đây mình là người ngoài thôi, mình thấy cái bà mẹ chồng này, tôi nói như tôi coi, nếu mà chị coi cái clip thì tôi nhắn với chị, tôi cũng là từng làm bà mẹ chồng, tôi ba thằng trai tôi là bà mẹ chồng chứ chưa bao giờ mà tôi đối xử với dâu tôi vậy chứ. Dâu tôi rất thương tôi vì tôi không có vậy đâu, vì đâu hỏi với mở miệng với con dâu mà nói tính tên tiền là thấy nó cái tình nó không có cái tình này. Từ hồi anh Vui Hội với anh Phong Bụi gặp em từ bên Cam qua giờ tới Việt Nam đâu có từng biết là em từng người có người mẹ chồng của bạn đâu. Không, em không biết. Không biết đâu. Tại vì con không bao giờ nhắc đâu. À, chị vậy là sau cái đoạn clip này đó là chị muốn nhắn với lại mẹ với mẹ chồng của mình. Với bà mẹ chồng. Là chồng muốn về Việt Nam thì chị sẽ rước về. Còn chị chồng ở bên đó là chị sẽ không thể nào qua bên đó ở được. Dạ. Còn nếu như mà anh cứng rắn thì sao? Bây giờ chị nói nhắn là nếu cái câu này trong clip này hết. Nếu mà anh không chịu suy nghĩ lại mà anh cứ quyết định cứng rắn là không chịu một mà không về Việt Nam nữa thì sau này em có bước một bước nữa thì anh đừng trách em. Tại vì em cũng còn gia đình, còn em, mẹ em, chúng ta còn phải lo. Còn nói với mẹ anh lời nào không? Nói với mẹ chồng không? Không, nói với người mẹ chồng đó em không có gì để nói chứ. À, tự nhiên gắt ra đi chơi cái đéo thấy buồn buồn. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc cái đoạn clip này ở đây nha, để mình chuyển sang cái trang cho nó vui đi. Nãy giờ là thật ra thì em không muốn nhắc đến cái chuyện này, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện ấm ức trong lòng của chị. Chị muốn nói từ lúc làm găng về tới giờ là em ngày nào cũng hỏi dì Hòa chứ anh Bùi Hồ có điện lại không, có dì Hòa có nghe anh Bùi Hồ nói gì về chồng con không, mà thật sự là em biết cái tin đó rồi, biết tin là chồng em không chịu về rồi, nhưng mà hỏi Hòa có nghe anh Bùi Hồn nói gì về chồng con nó không? Hòa nói không. Thì là bữa nào anh Bùi Hồn có điện lại hỏi thăm em thì Hòa có nói cho em nghe không? Thật ra là cậu Bùi Hồn cũng thường hỏi thăm dì Hòa với lại chị Duyên coi cái cuộc sống như thế nào rồi. À, khi biết được thay đổi về những cái ngoại hình như thế này càng ngày càng xinh tươi ra thì rất là vui. Nhưng mà về cái tinh thần nữa nên, nhưng mà thật ra cái người mà chị Duyên cần tâm sự á là tâm sự về chồng của mình. Và hôm nay chị đã nói hết cái tận đáy lòng của mình đối với người chồng của mình, nói những cái tâm tư của chị cho mọi người có thể hiểu được thêm về chị. Thì và cũng đó thì giải tỏa được những cái áp lực tâm lý đè nặng ở trong cái con người của chị. Thì em mong rằng là qua video clip này đó thì chồng của chị sẽ hiểu thêm về chị, mẹ của chị sẽ biết được cái cuộc sống của chị ở Việt Nam. Nếu như anh với chị còn duyên còn nợ thì anh có thể quay về lại Việt Nam cùng chị Duyên sinh sống và có người sẽ rước anh về. Còn nếu như anh không muốn về Việt Nam thì chị Duyên có nói rằng là thôi như là hết cách rồi, và chị Duyên mà sau này có bước đi thêm một bước nữa thì mong anh đừng có trách em. Đó là những cái câu mà tặng đáy lòng của chị mà muốn gửi đến Bùi Hồ, cô bác quý anh chị, để cho mọi người, cô bác quý anh chị có thể hiểu thêm về cái tâm trạng của chị Duyên hôm nay. Là không muốn khóc gì đâu, nhưng mà thật ra thì khi mà nước mắt rơi tại vì nó đã đủ chất chứa ở trong lòng rồi, và coi như là mình nói xong là mình xé bỏ hết nha chị nha, được không? Đúng. Khóc lần cuối, khóc lần cuối. À, nói xong là xé bỏ hết là được rồi. Hôm nay là nói lần cuối thôi. Dạ. Mai là bắt đầu mình sẽ làm lại cuộc đời mới, là bác hứa em từ giờ phút này luôn là làm lại cuộc sống mới. Và em ra đây không phải là tâm sự về cái chuyện này, chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc ngắt cái đoạn video clip này tại đây để cho chồng chị hiểu thêm về cuộc sống của chị, mọi người có thể biết thêm cuộc sống của chị, về chồng chị. Và xin chào, hẹn gặp lại, bây giờ sẽ